ta thấy tên sát thủ đó đã quá già, ông ta có còn được như kỳ vọng nữa rồi. Ông ta cần loại bỏ để thế hệ mới được phát triển. Thật không thể tin được, tại sao ta lại già lông lỗi vậy chứ, ta đã dốc hết cả cuộc đời mình với tổ chức vậy cơ mà. Tên này mặc áo giống ông già này thế. Này, mẹ sao mày khỏe vậy hả? Anh, đau, mày chết chắc rồi con ạ. Tại sao vậy, mày là ai sao đột nhiên xuất hiện như vậy? Tao hận cái tổ chức chúng mày. Và giờ là lúc tao trả thù.